là cái chức năng là mình sẽ thống kê. Thì ở đây mình chỉ cần các bạn là thống kê tổng thu và tổng chi, và các bạn sẽ hiển thị lên trên cái ứng dụng của mình thôi. Và ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thư viện, đó là MB Android Chat, để mình có thể xử lý ha. Thì các bạn thấy ở đây mình có một số cái link các bạn có thể xem, ví dụ như là GitHub, cái thằng GitHub của cái thằng library này, hoặc là cái YouTube này. YouTube này nó là cái gì? YouTube này là nó là giới thiệu cái toàn bộ những cái chat á mà ở trong cái thư viện này mình có thể sử dụng. Ví dụ như là các bạn muốn sử dụng cái chat này theo cái dạng như thế nào thì các bạn có thể hoàn toàn là xử lý dựa trên cái thằng MB Android Chat này luôn. Rất là nhiều cái ha. Đây, ví dụ như là đấy ha, có rất là nhiều cái biểu đồ line rồi biểu đồ cột rồi gì đó, rất là nhiều ha. Thằng MB Android Chat này nó có thể xử lý được hết. Xử lý được hết những cái thằng này nha. Rồi, vậy thì bây giờ làm sao mà mình có thể xử lý được cái thằng MB Android Chat này? Rồi, vậy thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vô trong cái link GitHub này nè, để các bạn xem thử cái version của mình là nó là bao nhiêu ha. Và sau đó là các bạn sẽ import nó vô, import nó vô nha. Đây, MB Android Chat nha. Rồi, vậy thì import vô thì mình import như thế nào nè? Đầu tiên các bạn sẽ vô trong cái thằng setting Gradle á, setting Gradle của project của mình. Các bạn sẽ thêm cho mình cái đoạn Maven này. Cái đoạn Maven này ở trong thằng plugin management và cái thằng dependency ha. Rồi, ở đây. Android nha. Rồi, các bạn vô trong thằng setting này, ở trong thằng build Gradle đó, Gradle script á, chọn setting Gradle ha. Và các bạn sẽ bắt cái Maven này vào. Rồi, sau đó các bạn nhấn xin now thôi. Nha, các bạn nhấn xin now nha, để nó xin được cái thằng Maven này vô trong cái project của chúng ta ha. Rồi, sau khi mà các bạn đã xin xong, các bạn đã xin xong cái ship package.io này rồi á, thì mình sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là về mình sẽ add cái thư viện vô. Đây. Mình sẽ có một cái dòng element này, thì các bạn sẽ copy cái dòng element này giúp mình. Và các bạn sẽ bỏ vào trong build Gradle, trong dependency, để các bạn add vô cái thư viện Android MB Chat này. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ vô trong cái build Gradle. Các bạn lưu ý giúp mình, build Gradle mình chọn cái thằng nào mà ở mở ngoặc á, nó ghi chữ module nha, chứ không phải là project nha các bạn. Nó có hai cái build Gradle lọt, chọn cái thằng nào mà module đấy. Các bạn kéo xuống, nó có dependency này, các bạn bắt nó vô. Rồi, các bạn nhấn xin nào cho mình. Bắt vô rồi các bạn chọn xin nào, nhấn xin nào nha, để cho nó add cái thư viện của mình vô trong cái project. Rồi, sau khi nó add vô trong cái project xong thì tiếp tục mình sẽ gì? Mình sẽ xây dựng cái fetchment thống kê, đúng không? Hôm trước là mình đã có cái fetchment thống kê rồi, bây giờ mình chỉ cần là add vô. Và ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái pie chart, có nghĩa là cái biểu đồ tròn ấy. Biểu đồ tròn ha. Rồi, vậy thì ở đây mình cũng có cái đoạn code mẫu ha. Các bạn có thể tham khảo sử dụng cái đoạn code mẫu này, bỏ vô trong cái fetchment thống kê. Rồi, fetchment thống kê của mình đâu? Thống kê fetchment nè. Đó, rồi, vô trong cái layout của fetchment thống kê, bỏ vô. Đấy, như vậy thôi. Rồi, sau khi các bạn có cái chart này xong rồi, có cái pie chart rồi, thì bây giờ ở trong thằng thống kê fetchment của mình á, mình sẽ implement một cái thằng nó được gọi là on chart value selected listener ha. Rồi, vậy thì mình sẽ implement nó vô nha. Đây, vô trong cái thống kê fetchment của mình nè. Rồi, các bạn đây ha, mình sẽ implement nha. Implement một cái thằng là on chart value selected listener ha. Và mình sẽ override hai cái phương thức là on value selected và nothing selected ha. Thì hai cái thằng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi đối với cái hàm này nè, có nghĩa là khi mà các bạn click vô cái thằng chart á thì mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như thường thường khi mà các bạn click vô cái chart thì ví dụ như các bạn sẽ show lên cái thông tin chi tiết hay là cái gì đó. Còn cái nothing selected này có nghĩa là nếu như các bạn không click thì mình sẽ làm cái gì đó ha. Nó sẽ có hai cái hàm như thế này, và thường thường á, là mình sẽ xử lý ở trong cái hàm này thôi, còn cái nothing á, thì mình sẽ không có xử lý gì hết trơn nha. Rồi, vậy thì sau khi mà mình implement xong, mình kế thừa, mình override hai cái phương thức này on value selected và nothing selected xong
thì mình sẽ sao? Mình sẽ xử lý một số cái thuộc tính hiển thị cái trạng ở trong thằng onReview. Rồi. Vậy thì onReview mình sẽ có cái đống này. Nha, mình có cái đống này ha. Rồi, bây giờ mình copy vô cái đã, rồi xong rồi từ từ mình sẽ giải thích cái đoạn code của mình sẽ xử lý như thế nào. Đây ha. Rồi, ok ha. Và ở đây á mình sẽ gọi cho nó một cái hàm trạc này, nó chính là cái thằng bài trạc của mình đó. Bài trạc ha. Rồi, đặt tên cho nó là mờ trạc. Rồi, ok ha. Và cái description này mình import class vô, import class của cái thằng trạc tin của mình đó. Rồi, ok. Rồi. Tiếp theo đó là cái thằng add dataset, đúng không? Add dataset nó chính là cái đống này, nó chính là cái đoạn này nè. Rồi, cái đoạn này ha. Rồi, bỏ vô. Rồi, bỏ vô nha. Bỏ vô. Rồi, tạo cho nó một cái ha. Ok. Đấy ha. Rồi, ở đây các bạn sẽ import cái thư viện của mình vô nha. Import thư viện vô. Rồi, import hết vô đã. Rồi, từ từ tính tiếp. Rồi, color blue nè. Rồi, ligand nè. Rồi, pie chart này. Rồi, ok. Và ở đây các bạn chỉ còn sửa giúp cho mình là cái thằng này thôi. Cái thằng này thôi nha. Rồi, cái thằng này á là mình sao? Mình sẽ tạo cho nó một cái DAO để mình có thể lấy cái thông tin thống kê của mình đấy ha. Rồi, vậy thì DAO của mình á mình sẽ viết như thế nào? Đây, mình đã để sẵn cho các bạn một cái DAO ở đây rồi. Đây nha. Thì mục đích của cái thằng này á nó là cái gì? Đây, mình bỏ vô trước đã, mình tạo cho nó một cái DAO trước đã nha. Đây. Mình sẽ cho nó một cái DAO thống kê ha. Còn các bạn có thể muốn làm thêm cái thống kê cũng được ha. Thống kê cái gì đó thì các bạn tùy các bạn có thể làm thêm cái thống kê. Rồi, ở đây mình sẽ gọi cho nó một cái private db helper. Rồi, sau đó là mình sẽ gọi constructor contest. Rồi, db helper new db helper. Rồi, contest. Rồi. Và sau đó là mình sẽ pass cái đoạn code này vô. Rồi, code này vô ha. Rồi, code này nó cũng tương đối dễ thôi, nó không có khó. Đây. Nó sẽ là như sau này các bạn. Gọi là cái db helper xíu nha. Rồi, ok. Console này. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, vậy thì cái đoạn này á nó là cái gì? Đây ha. Các bạn xem nè. Cái đoạn này á nó bảo mình là lấy cái thông tin thu chi, có nghĩa là mình sẽ lấy tổng tổng thu và tổng chi. Tổng thu và tổng chi thì mình sẽ viết một cái câu truy vấn thôi, câu truy vấn như bình thường thôi. Đây các bạn sẽ thấy ha, câu truy vấn của mình là gì? Mình sẽ sum cái tiền ở trong cái table khoản của mình. Với cái gì? Với cái ID loại. Các bạn thấy cái thằng này giống như cái thằng nào? Giống như cái thằng mới nãy mà mình lấy cái danh sách khoản ấy. Nó chính là cái thằng mà lấy danh sách khoản, mà thay vì mình lấy toàn bộ cái thông tin thì mình sẽ sao? Mình sẽ sum. Mình sẽ sum, đúng không? Mình sẽ sum ở đây thôi, chứ không có gì hết trơn. Đó ha, để mình lấy ra được cái thông tin của cái khoản. Và tương tự như cái thằng này nó chính là cái khoản của thằng thu. Thì ở đây mình sẽ có cái trạng thái là số 0 này. Còn cái thằng phía dưới nó cũng y chang như vậy luôn, nhưng mà mình sẽ lấy là trạng thái là số 1 để mình lấy được cái tổng thu và tổng chi thôi. Và ở đây tại sao mà mình lại trả về cho nó một cái float mà nó là một cái mảng float? Tại vì gì? Tại vì cái thằng trà của mình á nó yêu cầu là cái dữ liệu của mình á nó phải trả về một cái mảng. Yêu cầu mình là trả về một cái mảng, thế nên là gì? Ở đây mình mới trả về cho nó một cái mảng, và cái mảng này nó chính là kết quả tổng của thu và chi là bao nhiêu để nó hiển thị lên trên cái trà của mình. Rồi, sau khi mà mình đã có xong cái get thông tin thu chi này rồi á thì các bạn chỉ cần qua ở bên cái thằng thống kê của mình á, các bạn gọi nó ra thôi. Đây ha, các bạn sẽ khởi tạo giúp cho mình cái thằng thống kê DAO nha. Rồi, thống kê DAO bằng new thống kê DAO, truyền cho nó một cái content vô. Rồi, sau đó là gì? Ngay cái chỗ này, các bạn sẽ là thống kê DAO.get thông tin thu chi. Đó. Rồi, và ở đây nè, các bạn sẽ thấy ha. Ở trong cái chart này á nó sẽ truyền cho nó hai cái giá trị. Một là một cái mảng e-data, nó chính là cái giá trị sum của mình mà mình truy vấn ở trong cái DAO. Và cái thằng thứ hai nó chính là cái tên. Giống như là các bạn thấy á, ví dụ như cái chart by á là nó sẽ là một cái vòng tròn, đúng không? Rồi sau đó là nó sẽ chia ra, ví dụ như là đó bao nhiêu phần trăm á, thì nó sẽ chia cái chart của nó ra là ví dụ như nguyên một cái chart của nó là 100% đi, thì cái thằng sum này nó chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi thằng thu nó chiếm bao nhiêu phần trăm, thằng chi nó chiếm bao nhiêu phần trăm.
Còn đối với những cái chạc mà ví dụ như chạc mà chạc về cái cột á, thì mình sẽ có trục x trục y đúng không? Thì cái thằng bi này nó cũng vậy luôn, mình cũng sẽ có trục x trục y, và trục trục y của nó chính là giá trị ha, giá trị mà mình thống kê được. Và còn cái trục x này nó chính là cái tên để mình hiển thị lên ha. Vậy thì hiển thị lên ở đây thì mình sẽ hiển thị là khoản thu và khoản chi ha. Rồi, và những cái thằng này này à, nó là những cái code mà bắt buộc khi mà các bạn xử lý ha. Các bạn có thể tham khảo cái thằng này nè. Tham khảo cái đoạn code này ở đâu? Tham khảo cái đoạn code này ngay ở trên cái trang GitHub của mình á, GitHub của cái thằng cái chạc của mình á ha. Các bạn vô trong cái chạc chạy sample này. Ha, các bạn vô trong chạy chạy sample ha. Đây. Thì các bạn muốn sử dụng cái chạc nào thì các bạn có thể xử lý cái chạc này. Ví dụ như là Qubit line chạc nè, fail chạc hay là half pipe chạc gì đó thì các bạn click vô thôi. Ha, các bạn click vô ha thì các bạn thấy đây. Đoạn code nó xử lý như thế nào thì các bạn phải bắt buộc xử lý y chang như vậy ha, tại vì là cái thư viện nó yêu cầu như vậy thì các bạn sẽ tham khảo cái đoạn code này à, đây ha, các bạn thấy ha. Đấy, tham khảo cái đoạn code này nó sẽ xét căn bản của những cái thằng này, nó là cái gì, xét cái giao diện của cái biểu đồ mà mình hiển thị lên thôi ha. Đấy, ví dụ như là các bạn xét radius nè, đó các bạn xét cycle radius, color của cái cycle đó là cái gì, rồi các bạn set cái hai set cái test của nó để cho nó đẹp á, à, cái giao diện á, custom giao diện á cho nó đẹp á ha. Thì cái thằng này nó cũng vậy luôn. Đây, ví dụ như ở đây các bạn set cho nó là màu của hai cái thằng à, ví dụ như là cái thằng khoản thu thì mình thích màu xanh, còn cái thằng khoản chi thì mình thích màu đỏ. Thành ra ở đây mình sẽ set cái color cho nó à, để mình có thể set lên trên cái chart của mình ha, à, set lên trên cái chart của mình nha. Rồi, và còn cái hết rồi đó, nó chỉ có nhiêu đó thôi đó nha. Thì khi mà các bạn xử lý ở trong cái dataset này, khi mà các bạn chạy lên á là nó sẽ hiển thị lên được cái trạng mong muốn. Đây ha, mình chạy lên thử nè. Các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh cái đoạn code custom giao diện này nha. Nhấn vào thống kê. Đó, các bạn sẽ thấy ha, ví dụ như là khoản chi này, cái chữ khoản chi và khoản thu này nó chính là cái data này nè các bạn. Còn cái data này nó chính là gì? Đây 509 với lại là 1,5 triệu này. Đó ha, đó chính là cái data. Và các bạn có thể là xử lý những cái thằng này, ví dụ như là các bạn để cho nó là màu gray nè, rồi cái thằng này là chữ orange gì đó, yellow gì đó vân vân ha, tùy theo cái màu sắc mà các bạn muốn nó hiển thị lên ha. Đây, thống kê. Đó, các bạn sẽ thấy là nó đổi nè. Rồi, ví dụ như là các bạn nhấn vô cái này là cái hiệu ứng của cái chạc thôi. Cái này là hiệu ứng của cái chạc thôi chứ không có gì hết trơn. Đó ha, các bạn có thể tham khảo cái đoạn mà thống kê như thế này để mình có thể xử lý cái chạc của mình cho nó tốt nha. Rồi.